Hello mọi người. Hôm nay thì thời tiết đối với mình thì cũng không xấu, không tốt luôn nha các bạn. Tại vì mới mưa xong cái ổng nắng lên rồi ổng gió kìa. Trời thì cũng tương đối là hơi hầm mà gió thì mát. Đấy. Thì mình mới vừa cho vô trùng cho mấy đàn cá mình xong, cữ trưa nha. Cữ này là cữ trưa, vô xong hết rồi mình vô mình ăn cơm xong rồi mình mới ra mình thăm lại tụi nó nè. Sẵn cập nhật với lại các bạn luôn. Thì mọi người thấy mấy bầy cá này như thế nào? Đây. Ú ha. Tương đối là vừa ý đó, form kiểu này là vừa ý lắm luôn rồi. Đấy, trang trùng mà không ú nữa thì thôi rồi luôn á. Đây nữa nè, đây một bầy nữa nè. Đó, cá thì ú, form body vậy là được rồi. Dạo gần đây thì cá của mọi người như thế nào? Thời tiết kém nè, cá mọi người có xảy ra vấn đề gì không? Mình nghĩ chắc cũng có một số bạn đã và đang gặp vấn đề ha. Cũng bên cạnh đó thì cũng có một số bạn nuôi cá kỹ lưỡng sạch sẽ rồi đàng hoàng hết thì cũng ít gặp vấn đề ha. Thời tiết thay đổi đột ngột nè mọi người. Cá nó rất dễ bị bệnh túm, thì mình mô cũng mới vừa hút cặn cho tụi nó hồi sáng, hút cặn trăm nước mới cho tụi nó. Tùy theo hồ mà mình sẽ thay 50% nước hoặc là 30% nước. Hồ nào mà kém á, thì mình sẽ thay 50% nước, có thể là hơn. Hồ nào mà tương đối sạch thì mình sẽ thay tầm khoảng 20-30% nước thôi, cho có lượng nước mới vô cho cá nó háo ăn thôi, nó sung cá thôi. Lịch trình của mình thì sẽ 2 ngày làm một lần đó, 2 ngày mình sẽ hút cặn trăm nước một lần. Thì theo cái lịch trình này thì thấy cái gốc nuôi cá của mình khá là ổn định à, cũng ít xảy ra, những đàn cá của mình nó cũng ít xảy ra vấn đề. Với lại thêm cái nữa là có một cái bí quyết để mà giúp cho mọi người cá mọi người ít bệnh nè, thả càng thưa càng tốt. Vô cái mùa này là mọi người thả hồ càng rộng càng tốt nha, càng rộng thì cá càng ít bị bệnh. Và thêm cái nữa là tránh gió, cần phải tránh gió. Đó, tụi này là bài Beta con Red Galaxy mình ha, hao hụt gãy từ từ. Hôm bữa con cá trống nó ăn trứng á, còn được có mấy con thôi, thì ráng nuôi form cho ăn đầy đủ, nó như cú nu luôn nè mọi người thấy không. Đang lột, tụi này đang lột. Bên đây thì mình có tụi ấy nè, Jumbo White nè, hôm bữa nổ quá chừng luôn, vô ngay mấy cây bão rồi nó rụng từ 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 từ, còn mấy con Beta này mình chưa thể nói là thành công trong cái lĩnh vực Beta nha mọi người. Mình chỉ coi như là mới sơ cấp thôi đó, ép được nuôi cá con được đó, nhưng mà dưỡng số lượng cá con thì mình làm chưa được tốt đó, cần phải học hỏi nhiều thêm nhiều hơn. Nhưng mà so với những bạn mà chưa tiếp xúc nhiều với cá Beta thì mình cũng thể tự tin nói là mình có thể là ép được cá Beta đẻ làm được ha. Đó, có cái hồ này nay nước nó mới thay hồi sáng nhưng mà vẫn cảm thấy nước nó hơi đục nè mọi người. Quên nói với mọi người nữa là khi mà trời mưa đồ á, trời mưa đồ mọi người có thể là sử dụng muối để mà mọi người ngừa bệnh cho cá nha. Nước lá bàn cũng tốt, nhưng mà nước lá bàn á thì nó không có tác dụng chữa bệnh gì nhiều đâu. Chủ yếu là các bạn nên, nếu mà cá bị bệnh á thì mọi người nên dùng muối kết hợp với lại thuốc đặc trị nấm nha. Ha, đó là lời khuyên chân thành của mình. Đó, tốn chút đỉnh tiền để mà mua thuốc trị nấm, các bạn làm theo liều nó sẽ an toàn hơn so với những cái cách nhân gian. Mình mới vừa xuống bầy cá con này nè mọi người. Tụi này thì có con mái, cái bụng hơi căng căng nữa kìa, chắc lại cho ăn no quá. Đó, chỉ có mấy mái thôi, trống thì nhiều hơn. Nào, mình mới xuống vừa xuống cái bầy này. Mọi người thấy bài cá con của mình không? Ú chưa? Thân no cành hông luôn. Cho ngạc cho mi đó. Cái hồ này là hồ cá mái HP Retro. Mình đem cá mái vô trong nhà rồi, còn dư lại cái hồ này để mà mình xuống bài cá con này. Bài này là bài rồng rõ sọt nha. À, nó nổ một bầy hết hồ luôn, mình vớt trong hồ luôn á.
Máy bay cá tôi của mình. Bài này thì thấy có một vài con nhiễm đen ẩn lên rồi đó, trống. Chuẩn bị là biết trống máy. Bài này hấp với rét nha. Đông chưa? Đó, đông ha. Thả ra hồ lớn là mau lớn lắm nha mọi người. Cá con các bạn dưỡng trên khay hoặc là trong cái hồ nhỏ tầm khoảng một tuần ăn cứng rồi đó, mọi người nên thả ra hồ lớn để cá con của mọi người nó mau lớn hơn. Như bài này mình mới thả ra nay được quần, bạn thấy con nào con lấy bành kia hết rồi, thấy không? Rất là mau lớn đó. Hôm bữa là mình dọn cái hồ cá giống này các bạn nhớ không đó, mình dọn hồ cá giống nay chưa được quần nữa đấy. Thì mình xử lý cái hồ này là mất hết một ngày rồi, mình ngâm nha, mình ngâm hết mất hết một ngày, qua bữa sau mình mới là rửa đồ sạch sủa sẻ xong xuôi hết mình mới thả cá. Thì mới thả xuống 5 ngày thôi mà các bạn thấy phất rất là nhanh luôn, thả ra không gian rộng thì con cá nó mau lớn lắm. Hồ này cũng vậy nè, hồ này mình cũng dọn hồ dọn lượt chung với lại tụi cá giống á, thì mới vừa thả xuống đây nè. Đó, thành ra cái hồ nuôi cá của mọi người đó, nó cũng rất là quan trọng. À, nó cũng chiếm cực kỳ quan trọng trong cái việc mà nuôi cá mau lớn hoặc là form cá hiệu quả. Mọi người đừng có nên mà tiết kiệm cái chỗ nuôi đâu. Đó. Chỉ cần cái hồ mà ngon lạnh tí là các bạn form được mấy bầy cá ngon cho xem. Đây nữa nè, bài này thì mình mới vừa thả xuống đây, bạn nhớ không, mấy ngày hôm bữa thả xuống mình có nói với mọi người là mình mới vừa thả xuống đó, nay được 4 ngày tầm đó thôi. Các bạn thấy nay nó bành kỳ chưa, con nào con lấy ú nu rồi chưa, đó rất là màu lớn luôn. Tụi này thì thả trước đó lâu rồi, tụi này đang chuẩn bị là lên màu ẩn trong máy nè. Tụi full gold nè, mình cho full gold đang trồng luôn. Nuôi trong này thì form bài này là mau lớn cực, full gold nó ăn khiếp khiếp lắm mọi người ạ. À, đây một trong những bài mà chuẩn bị là sẽ tách trong máy một bài. Thì tách trong máy nhiều lắm nha, tổng cộng tới 4 bài lận. Đây bầy nữa nè, các bạn thấy hồi nãy mới vừa nắng bây giờ không chuyển nữa rồi nè, thấy chưa, nhưng mà gió nè. Đây bầy nè, hai bầy nè đó, ba bầy đó là già nhất rồi, bên đây mình còn một bầy là mới vừa ẩn nữa nè. Chắc mình sẽ tắp một lượt, mình để giờ mình tắp một lượt, mình lựa mớ cá nhiễm ra. Tách trong máy sẵn cũng một phần là để tách cá nhiễm ra ha. Ai mà các bạn nào mà cũng muốn mà bắt cá nhiễm của mình thì cứ việc liên hệ với mình nha. Nếu mà chạy lại nhà bắt á, thì 5k một con, 10k một cặp. Nếu mà mình phải ship á, thì giá nó sẽ tăng lên nha mọi người. Giá nó sẽ là 20k một cặp đó, và mình ship lần 10 cặp đó, thoải mái liên hệ nha các bạn. Thật ra thì cá mà thủy sinh á, mình bán tại chỗ á thì nó rẻ rề. Tại vì đóng đi đường xa thì phải mỗi con một bọc, đâu có thể đóng nào 5-10 con vô bọc được đâu, đi lâu ngày mà đâu có được. Đó rồi tốn bọc, tốn oxy các kiểu. Các bạn biết bọc mình mua là 140.000 một ký á. À, một ấy như vậy là mình đóng mình đóng hai lớp, một lớp là bọc mắt, một lớp là bọc rã, thì cũng hơi bị tốn đó đúng không? Còn oxy nữa, đó rồi công rồi thun rồi công cán rồi tùm lum trong đó hết, cho nên là sẽ 20k một cặp đối với cá nhiễm, ha. Còn nếu mà các bạn chạy lại nhà các bạn mua thì có thể liên hệ trước với mình để mình không có thả ra ngoài hồ thủy sinh. Thường thường cá nhiễm mình sẽ lọc, mình sẽ thả ra hồ thủy sinh.
đó các bạn bắt để cho các bạn thuần gen là cái bộ đó, nó không có lai tầm bậy vô, lai tầm bậy vô thì về mọi người cũng muốn ấy. Đây bộ Corvette E của mình, máy này có bầu ý, con này con trống nha, không phải con máy đâu nha mọi người, con trống này nó lên kinh cái nó xù luôn nè, nó sần sùi mập lên luôn rồi đó, chắc cũng không thọ đâu. Con máy này là full màu luôn ha, full màu ha, đỏ chét full. Mình còn bài cá con này, chuẩn bị là sẽ lên bài này thì sẽ lên khay nhựa nha, có rét đồ thì mình sẽ nuôi bằng khay nhựa. Hôm bữa cũng để trong hồ, mình cũng vớt ở trong hồ ra thôi chứ không đâu đâu, chắc cũng có ăn hết mớ rồi ạ. Đây mình còn một bầy Beta Corvette Galaxy nè, giục cục trùng vô cho ăn từ năm này qua năm khác nè. Đó cục trùng rồi nha mọi người. Cá nè, ít chứ không nhiều, mấy chục con à. Bầy này chắc được mấy chục con à. Cái ít để mình giữ lại bộ gen thôi. Cá Beta lúc này thì cũng mình thấy hệ hiếu không ít người chơi. Thôi bye bye mọi người nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ nãy tới giờ. Quên dẫn các bạn đi thăm mấy bầy cá mình đã tách trong máy hôm bữa xong nè. Đó, form body u nu nè, lên màu luôn ngon lành rồi. Thì hôm nào thì mình cũng sẽ báo giá với mọi người luôn. Thì chắc mình cũng sẽ báo giá với combo caster cho các bạn luôn, combo hai cặp sẽ là 300k luôn. Ai mà có thích mà chơi dòng Ivory thì có việc liên hệ với mình, hơi bị ngon luôn nha. Bye bye các bạn, hẹn lại các bạn vào video tiếp theo của mình. Thì mua caster thì tất nhiên về nó vẫn cái bộ Ivory, riêng bộ Ivory nha. Mua caster về thì coi như là mọi người mạo hiểm á, tại vì có thể là khi mà mình soạn cá cho mọi người thì nó sẽ là full màu rồi các kiểu hết rồi, nhưng mà về các bạn nuôi các bạn lên nền khác hoặc là đổi nước khác thì nó sẽ nhiều khi nó sẽ đổ cái màu khác ra ha, cái đó là trường hợp xấu nhất thôi. Chứ bình thường khi mà mình chọn là cá nó đã hết ấy rồi, nó đã lên màu rồi, lên màu coi như là hoàn thiện 80% rồi đó, nó hết nhiễm rồi đó. Đó thôi, bye bye mọi người, hẹn lại mọi người vào video tiếp theo của mình.